Vâng, xin chào tất cả mọi người, rất vui được gặp lại tất cả mọi người trong sáng nay này. Hiện tại thì đang di chuyển trên đường Hồ Văn Thụ nha mọi người. Nói chung đi ra đường mà thấy cái không khí mà nó cứ trong lành, mát mẻ, nhộn nhịp trên này là cứ thích lấy điện thoại ra quay thôi mọi người. Hiện tại thì đang di chuyển ra bên du thuyền ở đường Đống Đa nha mọi người. Hôm nay có giải đua F1 S2O á, hôm bữa trước là Aquabike, thì hôm nay là chạy đua thuyền ở đây, nó sẽ công suất nó hoành tráng hơn. Để không biết là tuy nhiên đây chưa hôm qua thấy là các đội đã chuyển cái phương tiện đến rồi, nhưng mà biết là hôm nay mấy giờ đua nữa, tại thì kiểu cũng không có cập nhật liên tục được đó mọi người. Hôm nay mình sẽ ra ngoài đó thử để xem tiến triển như thế nào rồi. Và chúng ta đang đi ở đoạn Hồ Văn Thụ Núi Dài đây, xe hơi đông một tí nha. Mấy cái xe đã chạy sâu là nó đi không được, là bốc còi tiếng tiếng thôi chứ. Trời dự kiến là trời nắng đẹp nè mọi người. Trời là cứ kiểu mây mây như thế này, nhưng mà tí nữa là sẽ nắng cực gắt luôn. Hôm nay còn là ra sẽ có đua thuyền, các mê về xem được lên đó di chuyển như thế nào. Hiện tại Quy Nhơn có rất nhiều sự kiện nho nhỏ nha mọi người. Tối nay có festival ở bên đường Nguyễn Tất Thành này, biết là mình có đi quay được không, nhưng mà nếu mọi người quan tâm thì cứ lên truyền thông á. Bên đây các kênh xã hội bên tỉnh phát triển khá là mạnh nha mọi người, nên lên là xem được ngay thôi. Nút giao giữa Nguyễn Tất Thành và Hồ Văn Thụ, mình đưa theo cái xe đi qua cho nó nhanh. Ồ, mình đi lớn kìa. Tính ra buổi sớm ở đây cũng nhộn nhịp và vội vã nha mọi người. Nếu hôm trước thì hay đi quay vào khoảng 9 giờ sáng, 10 giờ sáng thì vẫn có sự nhộn nhịp đông đúc, nhưng mà nó không có sự vội vã. Buổi sáng đi làm á, bây giờ gần 8 giờ sáng rồi, đi làm là chạy thôi rồi. Cái đường ray này nó có một cái miếng lót ở dưới mọi người, đó hay đi qua đây té quá là cần phải có miếng lót như vậy. Ta đi xuống hướng này, ở đoạn này của Trần Hưng Đạo. Cái cửa hàng thì bây giờ còn khá sớm, chưa mở cửa. Ta sang đây để ra thì đi ra chợ đồng. Đường này là đường Đoàn Thị Điểm, rất ít đi luôn á mọi người. Thì điểm thì sẽ cắt với lại Bạch Đằng nè. Ồ, ngoài này buổi sáng đông vui dữ trời, quá đông vui luôn. Bên tay trái là người ta ra chợ. Ồ, này ánh sáng có vẻ nhiều nha. Ông Thái này, ra bên đây là ra chợ. Thôi mình đi thẳng đi nha.
đi ra chợ nó sẽ ảnh hưởng đến tốc độ lắm. Rồi chị Lan cho mọi người, chị Lan thì chị thấy nó đóng ra được à, thế là thì là đảo một vòng rồi. Đáng lẽ có thể chọn đường bự đi nhưng mà đường bự mình đi nhiều rồi ha. Hôm nay mình kiếm cớ mình đi mấy đường bé bé lạc lách xem cho nó vui vui, đồng thời để cho mọi người thấy được cái không khí vào buổi sáng sớm ở Quy Nhơn, ở một vài cung đường thì nó sẽ diễn ra như thế nào. Thường thường hết đi quay khoảng sớm lắm tại sớm phải đưa con đi học đồ, thế nhưng mà bây giờ thì hôm nay đưa con đi học xong rồi rảnh này. Ok, ta đi xuống ở khu vực dưới này thử, như là nay còn sớm quá vẫn chưa diễn ra được sự kiện gì nha mọi người. Đó, bây giờ mới bắt đầu triển khai này. Để đi đảo một vòng rồi ta vào cổng thử được không? Wow, nắng nó tỏa lên là vì khung cảnh nó quá ưu lịch, rực rỡ luôn á. Rồi cổ vũ luôn này, đưa vào ngoài bán vé rồi thì em bắt đầu diễn ra rồi. Ai muốn xem thì lần này mình muốn vé mới xem được rồi. Khu vực này giữ xe bắt đầu phát triển, lực lượng bảo vệ tổ chức hoành tráng không, để xem cũng dưới kia thử đường đua nó như thế nào. Vào thì chắc không vào đâu, vào mặc cả buổi cả ngày được đó, chỉ xem một tí thôi. Cơ bản thì mình không phải là fan của tốc độ lắm, mặc dù mình thích chơi trò mạo hiểm nhưng mà ngồi cả ngày trong đó mà gian nắng thì không phải là sở thích và đam mê của mình nha mọi người. Đó là chủ yếu là đi quay cảnh nhật quay cảnh Quy Nhơn nè, mọi người cùng thưởng thức là chính thôi. Tại chúng ta đang dừng ở cái cầu chỗ đầu đường Đống Đa này, nhìn về đầm Thị Nại nha mọi người. Wow, ở đây sức khói mờ nhân ảnh. Thế tức là ở đây nếu mà đua thì vẫn xem được này, tại vì cái trường đua của cái đầm của cái giải đua này cũng lớn hết, chạy cả dọc cả cái với tuyến thuyền này. Phần trung tâm thì xem sẽ là VIP Pro ok nhất, còn xem mà để biết những người ta như thế nào thì vẫn có thể là ở vực bên cạnh để xem được vô tư nha, không nhất thiết là phải vào bên trong. Đợt trước Aqua mua vé xong rồi vào trong nó quá nắng, người ta đâm ra cũng khó, nhiều người bỏ vé sang vé các kiểu. À, phải thực sự đam mê. Khu vực này là khu vực của ban tổ chức nè, nên cho là hiện tại bây giờ vẫn chưa có cái chương trình gì nha mọi người, đấy nên là đây là mới chỉ có đây cái cổ bự này là hôm bữa trước là chuyển tàu xuống á, chuyển máy thuyền đua xuống. Đây thì đầy đủ các cái lực lượng luôn,
ok thôi, xin phép dừng video ở đây nha. Rồi để tiếp tục cập nhật sau, tại bây giờ chúng chạy lanh quanh bên ngoài thôi, không thấy dãy đua gì cả, chưa thấy nha. Ok, hẹn gặp lại tất cả mọi người ở video sau. Quy Nhơn đường Nguyễn Văn Trỗi nha mọi người. Chúng đi qua đây thấy cảnh này nó mát mẻ và dễ chịu quá, nên là mình ghi lại để mở đầu video ngày hôm nay á mọi người. Đây, những cái cung đường nhỏ nhỏ như thế này ít khi đi, mà không ngờ nó đẹp như vậy luôn. Đây thì một cái con đường này thì cũng khá là quen thuộc luôn. Cái hàng cây này sau nhiều lần quay video và mình đã phát hiện ra nó đang được trồng rất là nhiều ở Quy Nhơn, nhưng mà cái độ mà rụng lá thay lá của nó không có đồng nhất luôn. Đấy, bên này thì bây giờ mới thay lá, bên khu vực cuối đường Hồ Nguyên Thụ thì đã chuyển sang lá xanh rồi. Hay thật chứ, nó cùng ở trong một thành phố nhưng mà nó khoác lên mình hai cái áo khác nhau. Đây là trường đại học VNU, Quy Nhơn University. Wow, nay đi ngang qua trường cảm thấy rất là tuyệt vời luôn, cực kỳ đẹp luôn. Hồi xưa mình học không đẹp như vậy đâu, và ngày xưa Quy Nhơn cũng không đẹp như vậy đâu. Ok, hôm nay vàng lại tăng rồi. Khi mà thấy vàng tăng thì mình phải đặt ra một câu hỏi là đến khi nào mình phải sắm được vàng. SGC thì mà lên 81 triệu người ơi, vui xong bán ra lỗ 2-3 triệu trên lượng liền. Nó mà nó sụt giảm phát nữa là tiêu luôn. Vậy nên là mua vàng đôi khi lại không có tiền mà lại mất tiền chứ. Nên là lướt lát thì đừng chơi, mua để dành thôi. Hôm nay có một vị khách ở gửi bán các căn Grand Center mọi người. Rồi chị cho mình một số cái thông tin về các cái dự án của FLC cũng như TMS về cái việc ban công của những cái tòa nhà này là khá là kín. Để thông gió thì sẽ cần phải có cổng thông bên dưới để mà tạo ra sự lưu thông mát mẻ cho căn phòng. Công nhận là mình đi bán bất động sản nhưng mình không có để ý mấy cái nhỏ nhỏ như vậy mọi người. Như hôm nay khách hàng nhắc thì mình mới nói là nếu mà thiên về những cái bất động sản tận hưởng thì chúng ta còn phải để ý những cái đó để mà khi mà trò chuyện tư vấn cho khách hàng nó dễ chịu hơn, nó thực tế hơn, chứ không là nhiều khi mua xong khách hàng sẽ không hài lòng đâu. Tại nhiều khi ta bán căn hộ nó chưa hình thành mà nó chỉ ở trên cái thiết kế thôi, không cảm nhận hết được. Hiện tại thì ở Quy Nhơn phần lớn các dự án quy bán chuyển nhượng thì nó đã hình thành rồi, nên là mọi người có thể đi xem trực tiếp luôn. Các cái dự án đã hình thành như là Ecoline Phân Khúc thì tầm giá khoảng 1.1 tỷ cho căn 2 phòng ngủ. Đấy, rồi Phú Tài Residence thì khoảng 1.8 tỷ cho căn 2 phòng ngủ. Phân Khúc của Thịnh Phát thì tương tự Ecoline mọi người. Alibaba thì thường thường vẫn là 1.8 tỷ cho căn 2 phòng ngủ. Tuy nhiên thì có một số căn nó kiểu như bị tiết lộ cách đột ngột á, nên là giá của nó còn có 1.6 tỷ á, nhưng mà rất là hiếm hoi nha. Phần lớn bây giờ đang bán những cái căn đã hình thành rồi, nên khách hàng quan tâm thì chúng ta đi xem và quay thử là có hợp hay không. FLC thì hiện tại còn 1.4 tỷ khu vực thấp, còn TMS thì nó vẫn chỉ là dao động mà giá nó tăng lên nhiều rồi, hồi trước khoảng 1.1 tỷ thôi, giờ thì 1.2 tỷ trở lên nha mọi người, trở lên 100 triệu trên trên căn. Đi review thì có thể là có những căn nó đắt hơn nữa. Chúng ta lại đi qua khu vực đường Gành Ráng rồi đây. Trong buổi sáng mà xách xe đi dạo dạo như vậy tuyệt vời mọi người. Quay thêm biết video trò chuyện chút. Tiếp tục về thông tin cái dự án đất nền Nhân Hội New City.
Hiện tại có một số căn lô đất phải khoảng hôm trước bây giờ nó chỉ còn khoảng 1,2 tỷ thôi mọi người. Giá trước đây của nó là tầm 1,6 tỷ là giá đợt đầu ở bán luôn á, nhưng mà bây giờ còn 1,2 tỷ thôi, lại cơ hội để mà người ta sở hữu. Tuy nhiên chúng ta cần phải cân nhắc về cái độ phát triển của khu vực này. Hiện tại ở ngoài đó đang có sự xây dựng rồi, nhưng mà mới có 1-2 căn à. Để hôm nào có điều kiện thì sẽ ra ngoài đó thì cập nhật lại để cùng với mọi người nhé. Đó. Thì nếu mà đầu tư giai đoạn đầu của bất động sản ngoài Nhân Hội DCT thì cũng không có lỗ nặng đâu. Nhưng mà giai đoạn cuối á, cuối cái sóng ngoài đó thì giá lên tới 31 triệu mét vuông á, thì cũng không có được đó. Cái việc lót á, thì lót ISO 200-300 tỷ. Đây, cung đường về chung cư Long Thịnh nè mọi người. Trong những cái chung cư đời đầu này. Ôi cha, sao đường này đẹp dữ, chiêu lá vàng. Chung cư đời đầu của thành phố Quy Nhơn nha, chung cư nhà ở xã hội nha. Trời ơi, ta nói chung cư bây giờ ô tô nhà ở xã hội, hồi đó là phải đăng ký quá trời các kiểu mới được mua mọi người. Bây giờ ô tô nó dừng nhà hay chung cư nhà ở xã hội ô tô nhiều, thương mại cũng nhiều, nhưng mà thương mại thì tất nhiên rồi, người ta có tiền thì người ta mua ô tô là chuyện bình thường, còn chung cư nhà ở xã hội mà ô tô nó cũng nhiều không kém thì cũng hay thật. Đây là đường Bế Bích Đàn này. Để xíu là tới bên ngoài khu vực đường Tây Sơn. Wow, đường cảnh sát cũng mát ghê. Đầu đường Đế Bích Đàn chúng ta có một cái dự án chung